Xin chào tất cả các anh em đang xem video của shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn. Thì hôm nay shop lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái mẫu lòng trần mẫu số 10 size 55. Anh em nào mua cái mẫu này thì khi điện đến thì cứ báo là mua cái lòng trần size 55. Cái lòng này là size to nha anh em. Anh em thấy con chim ở trên đây là di chuyển rất là thoải mái, giống như rộng như cái sân banh, như sân bóng đá. Anh em thấy rất là thoải mái ha. Rồi bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh em cái chi tiết của cái lòng mẫu này ha. Cái lồng này nó có tên mã là mã lồng trần mẫu số 10 nha anh em, size 55, đáy may liền sàn, có nghĩa là cái may này anh em thấy là liền sàn, size là đường kính đây qua đây là size 55. Đây là cái lồng size to nha anh em, cỡ kích thước lớn, nó thích hợp cho những con mồi thuần, những con mồi đắt tiền hả. Thì giá của cái sản phẩm này cũng khá chi là ưu đãi, thì chỉ hơn 600.000 thì anh em sẽ sở hữu được cái xe siêu phẩm này, một cái mẫu là hàng cao cấp, giá cả cũng cố gắng là cho ra cái giá là cũng hợp lý cho tất cả các anh em. Hơn 600.000 thì anh em sẽ sở hữu được cái sản phẩm này. Khi sở hữu cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em là 4 cái cống ăn như thế này, cộng với một cái xích chân Malai loại đắt tiền như thế này ha anh em ha. Dây xích này nó dài khoảng tầm 1 mét nha anh em. Đó, dây xích này ở chỗ của chúng tôi cũng có bán lẻ luôn, 60.000 một dây. Anh em nào muốn thì có thể liên hệ đến với shop để mua. Đó, về đặc tính cái lồng này thiết kế là ở mặt dưới nó như thế này nha anh em. Đó, cũng tặng kèm cho anh em luôn cái đáy hứng phân bằng nhựa ở dưới đây luôn. Đó, giờ là anh em chỉ việc sử dụng xích mồi vô là sử dụng thôi. Đó, quay sơ cho anh em thấy quang cảnh của cái mẫu lồng này. Đó. 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 Thì size là size 55, size to ha anh em ha. Đó, thì anh em nuôi mồi ở trong cái lồng này rất chi là thoải mái luôn. Đó. Cái lồng này rất cứng chắc nha anh em. Anh em có thể lấy tay như thế này chúng ta dặn sắn cũng không ăn thua gì cái lồng này hết. Đó, phần gỗ thì được sơn màu đỏ rất là đẹp nha anh em. Đó, phần gỗ sơn màu rất đẹp. Đây là móc của nó, móc inox ha. Quay lồng rất là to nha anh em. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Thiết kế khá chi là vững chắc. Đó, hàng giao đến cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi ra tiền. Rồi, anh em nào thích cái mẫu này thì điện đến cứ báo chúng tôi mua cái mẫu lồng trần số 10. Đó, là chúng tôi sẽ giao đúng mẫu cho anh em luôn. Hiện tại chúng tôi phân phối rất chi là nhiều cái phụ kiện để anh em chơi cua gái mồi trần, ví dụ như những cái bộ nọc đánh trần như thế này, bộ này là bộ bằng đồng hết này, hoặc là bộ nọc bằng inox như thế này thì chúng tôi đều có phân phối hết. Anh em mua thì chỉ cần alo đến là lấy nọc đồng hay nọc inox thì chúng tôi sẽ giao luôn cho anh em. Nọc đồng thì nó đắt tiền hơn inox một tí thôi anh em. Đó, một đồng thì 180.000 mà nọc inox thì 150.000 ha, giá chưa có phí vận chuyển. Anh em mua chung với lồng thì được miễn phí vận chuyển ha. Đó, ngoài ra thì còn liều ngụy trang, quần áo ngụy trang, cỏ thái, rồi là khoáng, rồi là ngũ cốc, rồi liều ngụy trang, lo điều khiển từ xa, đặc biệt là lo điều khiển từ xa thì chúng tôi bán rất nhiều năm nay. Vỏ sách mồi trần, tất cả các thứ liên quan đến chơi chim trần đều có bán hết. Vitamin nước Malai đều có cho tất cả các anh em ha. Anh em có nhu cầu thì cứ điện số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình ha. Anh em nào lưu ý là mình làm công ty hay là làm những công việc thường xuyên không có nhà thì mình cũng lưu ý cái khoản mình có nên đặt hàng hay không. Bởi vì những anh em làm công ty trong cái thời gian làm thì không nghe máy điện thoại được. Anh em đặt hàng thì bưu điện họ giao thì anh em nghe máy không được, lúc đó giao không được rồi người bán với người mua lại lằng xằng với nhau khá chi là cực. Rồi những anh em nào làm những công việc mà thường xuyên không có nhà thì chúng ta nên cân nhắc lại có nên mua hay không, có nên đặt hay không. Để người khác họ giao đến thì nó không nhận được hàng thì tội cho người bán lắm anh em. Mỗi làm giao như thế thì nó tốn tiền cước vận chuyển chứ không phải là bưu điện họ làm chùa làm không, làm miễn phí ha. Cho nên chúng ta cân nhắc chuyện đó. Nếu mà chúng ta có một cái khoảng thời gian khá là hẹp thì chúng ta nên chọn nhận ở bưu điện. Thì hết cái giờ làm hoặc là cái giờ rảnh nào chúng ta chạy ra bưu điện lấy trong cái giờ hành chính đó thì nó dễ. Chứ còn mình không có nhà hoặc là làm công ty mà không ra nhận được mình đặt hàng như thế đó là khó. Tôi gặp rất nhiều cái đơn hàng như thế. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất của shop. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.